các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Thoát cái mà ồn ào đấu tố qua lại giữa Na Thần Ly, Ngọc Trinh và dàn sao Vbix đã kéo dài được hơn 20 ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi thứ lại càng rối hơn khi mới đây, Cao Thái Sơn cũng chính thức góp mặt trong drama này. Người livestream, người lên tiếng khiến dư luận bắt đầu cảm thấy mệt. Giữa lúc drama vẫn còn đang nóng hổi, công chúng bỗng phát hiện ra một điểm trùng hợp giữa ba nhân vật kể trên. Đó là trong lúc ồn ào, âm ý này, tất cả họ lại đều đang bật mí với công chúng về những dự án mới của mình. Đầu tiên là Ngọc Trinh. Cách đây ba ngày cô bất ngờ tiết lộ về dự án mang tên Venus Secret, một đứa con tinh thần mà nữ hoàng nội y gọi là bom tấn ấp ủ thực hiện cùng ông bầu vũ khắc tiệp. Người đẹp Trà Vinh cũng sẽ góp mặt trong buổi cắt tinh với vai trò giám khảo. Ngọc Trinh thông báo về dự án mà cô và ông bầu vũ khắc tiệp đã ấp ủ từ lâu. Trong một diễn biến khác cách đây vài ngày, Na thần Ly đã tổ chức dạ tiệc cho giới thượng lưu mà trước đó anh giới thiệu là sẽ có sự góp mặt của 30 ngôi sao hạng A, riêng chi phí trang trí đã hết 2 tỷ và 400 tỷ được dùng vào việc mua quà tặng. Nhưng theo chia sẻ từ những vị khách mời, bữa tiệc được tổ chức ngoài sảnh một spa do Na thần Ly đầu tư, không gian khá trật trội, nóng bức. Dạ tiệc tiền tỷ nhưng phục vụ những món ăn finger food đơn giản, bày biện lộn xộn, thiếu thẩm mỹ mặc dù cho biết sẽ chuẩn bị nhiều phần quà như voucher mua du thuyền, biệt thự, voucher chờ trị giá 35 triệu khi làm đẹp tại spa của Na Thần Ly mới đầu tư, du lịch đến khách sạn 7 sao ở Dubai. Nhưng thực tế, khách mời khi ra về chỉ nhận được một túi quà nhỏ kèm voucher chờ làm đẹp trị giá 12 triệu đồng. Chính những điều này đã làm rộ lên nghi vấn giả tiệc của Na Thần Ly chỉ na ná một buổi tiệc khai trương spa của anh. Na Thần bị nghi nhân dịp drama dầm rộ nên kia luôn giả tiệc của mình dạ tiệc của Na Thần Ly được tổ chức tại không gian trật trội, nóng bức. Các món ăn được phục vụ khá đơn giản, còn bị chê là bày biện lộn xộn, thiếu thẩm mỹ. Cuối cùng là Cao Thái Sơn. Sau khi bị Na Thần Ly livestream đòi kiện, nam ca sĩ đăng tải một status nghe trừng rất nguy hiểm, hé lộ sẽ làm một điều mà showbiz chưa ai dám làm. Dưới phần bình luận, khi mọi người hỏi cụ thể vấn đề thì nam ca sĩ không trả lời. Thay vào đó, anh liên tục nhắc đến việc sắp có bài mới, có muốn nghe bài anh mới thu âm không? Nghe cứ như kiểu Cao Thái Sơn sắp ra ca khúc mới đến nơi. Cao Thái Sơn úc mở việc sắp ra bài hát mới. Chẳng hẹn mà gặp, ba người đang lời qua tiếng lại bỗng dưng cùng có những dự án mới. Điều này không thể không khiến cư dân mạng gần gợn nghi ngờ, liệu có sự dàn dựng nào đó để gây chú ý, tạo hiệu ứng pia trá hình. Dẫu vậy đó cũng chỉ là đồn đoán chưa có bằng chứng cụ thể thì chưa nói lên điều gì. Muốn biết câu chuyện thực sự thế nào, cái kết ra sao thì mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi người trong cuộc lên tiếng và diễn biến mới mà thôi. Bộ ba nhân vật chính của loạt lùng sùng vừa qua